Xin chào, chào mừng bạn đến với Yoga by Sophie. Trong bài tập hôm nay, chúng ta sẽ thực hành một chuỗi Vinyasa Yoga để tăng sự dẻo dai cho cột sống, tăng sự tự tin và giải tỏa căng thẳng. Vinyasa là phong cách yoga được rất nhiều bạn yêu thích, nghĩa là một hơi thở, một động tác. Và để bắt đầu bài tập này thì các bạn hãy cùng trải thảm ra và ngồi vào trong tư thế cái bàn. Hai gối mở rộng bằng hông, hai bàn tay mở rộng bằng vai, xòe rộng các ngón tay và nhấn các khớp tay xuống sàn. Rồi chúng ta vào chuỗi con bò và con mèo để khởi động cho cột sống. Hít vào, võng lưng, mở ngực, nhìn lên, tư thế con bò. Thở hết ra, hóp bụng, cuộn lưng cao, nhìn xuống rốn, con mèo. 4 lần nữa, hít vào, nâng cằm, võng lưng. Thở hết, cuộn tròn cao lưng, nhìn xuống rốn. Hít vào, con bò. Thở hết ra, con mèo. Hít vào. Thở hết ra. Hai lần nữa, hít sâu, võng lưng, mắt nhìn lên con bò. Thở hết ra, cuộn cao lưng hình mái vòm, con mèo. Lần cuối, hít vào. Thở hết ra. Rồi, đưa lưng trở về giữa, ngoái đầu nhìn sang bên phải, đẩy hông sang bên trái. Rồi ngoái đầu nhìn sang bên trái, đẩy hông sang bên phải. Làm thế này để chúng ta căng giãn hai lườn. Phải trái liên tục, các bạn hãy hít thở đều tự nhiên theo nhu cầu của cơ thể nhé. Các bạn cũng có thể là hít vào thì nhìn sang bên trái, rồi thở ra thì nhìn sang bên phải hoặc ngược lại. Hai lần nữa mỗi bên. Hãy đẩy hông sang một bên, căng giãn một bên lượt. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhìn về một hướng. Sophie nhìn sang bên trái, đẩy hông sang bên phải. Giữ ở đây. Ba hơi thở sâu. Căng giãn lườn phải nếu các bạn nhìn sang trái. Nhấn hai tay xuống nâng vai lên. Ngoái đầu nhìn ra sau để căng giãn cổ nữa. Rồi trở về và chúng ta đổi bên. Sophie sẽ nhìn sang bên phải và đẩy hông sang trái. Căng giãn lườn trái. Ngoái đầu nhìn về phía sau. Rồi đưa hông trở về giữa, hít vào, võng lưng, mở ngực, nhìn lên con bò. Rồi thở hết ra, đưa hông hướng về gót chân con mèo. Rồi với dài tay lên phía trước, nhấn bụng ngực. Cầm xuống trán có thể chạm sàn, tư thế đứa trẻ để nghỉ ngơi. Rồi từ đây các bạn hãy chồm người lên phía trước, hít vào trở về tư thế cái bàn. Thở hết ra, hạ ngực cầm úp xuống sàn. Rồi từ đây cuộn 10 đầu ngón chân xuống, rồi đặt rốn chạm sàn, duỗi hai mũi chân của bạn về phía sau cuối thảm. Hai bàn tay của bạn đặt ngay dưới vai, trán có thể chạm xuống sàn. Hít vào rắn hổ mang, nâng ngực, mở vai về sau, mắt nhìn về phía trước. Rồi từ đây nhấn hai bàn tay, khép cùi chỏ, thở hết ra, đẩy hông về sau, chạm vào gót chân, tư thế đứa trẻ. Chúng ta cùng làm tư thế này thêm 4 lần nữa nhé.
Chúng ta cùng thực hiện chuỗi lại dài này 5 lần. Hít vào, chồm lên, mở ngực ra, rắn hổ mang. Rốn chạm sàn. Thở hết ra, nhấn tay lùi hông về sau, chạm gót chân đứa trẻ. 4 lần nữa. Hít vào, nâng ngực, nhìn về trước. Rốn chậm sàn, rắn hổ mang cobra. Thở hết ra, nhấn tay nhìn về sau, hông chạm gót chân đứa trẻ. 3 lần nữa. Hít sâu, rắn hổ mang, mở ngực ra nào. Cuộn vai về sau. Thở sâu, nhìn về sau, hông chạm gót chân đứa trẻ, bụng chạm đùi. 2 lần cuối, trườn lên phía trước, hít vào. Thở hết ra. Đứa trẻ hãy cảm nhận sự chuyển động của cột sống. Lần cuối, hít vào, chồm lên, khép cùi chỏ vào, mở ngực ra nào. Cuộn vai về sau, mắt nhìn về trước. Rồi thở hết ra, nhấn tay xuống, lùi hông chạm vào gót chân. Rồi từ đây chúng ta lại chồm người lên phía trước, vào lại tư thế cái bàn, hít vào, thở hết ra, đặt ngực cầm úp xuống sàn. Rồi chúng ta nhấc gối, đặt rốn chạm sàn, duỗi mũi chân về sau. Rồi từ đây các bạn hãy đặt trán xuống sàn, đưa hai bàn tay về sau, đan bàn tay với nhau, hít vào, nâng ngực lên. Hãy đẩy hai bàn tay hướng về sau và nâng bàn tay lên, mở căng ngực ra, nhấn mu bàn chân xuống. Thở hết ra, trán chạm xuống sàn. Rồi tiếp tục 5 lần nữa. Hít vào, thở hết ra. Hít sâu, mở ngực, nâng ngực lên. Rốn vẫn chạm sàn, cố gắng đẩy hai bàn tay cao hướng lên trần. Thở hết ra. 2 lần cuối chúng ta sẽ nâng cả bàn chân lên nhé. Hít vào, nâng người lên, nâng chân, nâng vai lên. Rốn của bạn vẫn chạm sàn. Mở căng lồng ngực ra nào. Thở hết ra, hạ thấp xuống. Tiếp tục lần cuối, hít vào. Thở hết ra. Rồi bây giờ hai bàn tay đặt ngay dưới vai, khép cùi chỏ, nhấn bàn tay xuống, đẩy tay xuống sàn, đưa hông về sau, chạm vào gót chân, tách gối mở rộng bằng vai để úp được bụng ngực cằm xuống trong tư thế đứa trẻ. Nghỉ ở đây vài hơi thở. Rồi bây giờ chúng ta lần hít vào tiếp theo, hãy chồm lên trở về cái bàn. Thở hết ra, đặt ngực cằm úp xuống sàn, nâng gối, đặt rốn xuống sàn, duỗi mũi chân về sau. Trán có thể chạm sàn, các bạn trượt bàn tay về sau, về gần eo hơn một chút. Rồi nhấn bàn tay xuống nào, duỗi thẳng cùi chỏ, đẩy ngực về trước, đẩy vai về sau. Hít vào, nâng hông lên, mở ngực ra tư thế up dog, chó ngẩng mặt. Thở hết ra, trở về tư thế chó úp mặt đầu tiên. Các bạn hãy xòe rộng 10 ngón tay ra và hai bàn tay mở rộng bằng vai. Chung hai gối lại, nhấn bàn tay xuống, đẩy vai về sau, mở ngực ra, hít vào. Hóp bụng vào, đẩy xương cụt hướng lên cao, thở hết ra. Mắt nhìn về cuối thảm, các bạn hãy thả lỏng cổ ra nào và đặt từng gót chân xuống sàn giống như đang đi bộ tại chỗ vậy. Rồi gót chân nào chạm xuống sàn hoặc gần với sàn hơn thì bạn sẽ cảm thấy sự căng duỗi ở cơ đùi sau. Hãy giữ thắt lưng thẳng trong tư thế chó úp mặt này nhé. 5 hơi thở đầu tiên của tư thế chó úp mặt. Hãy làm bất kỳ điều gì mà bạn muốn, có thể đi bộ hoặc nhìn phải nhìn trái, hoặc cũng có thể tách bàn chân, đưa tay phải cầm lấy cổ chân trái.
và đổi bên đặt tay phải xuống sàn, đưa tay trái cầm cổ chân phải. Rồi đặt tay xuống. Bây giờ chúng ta co hai gối lại, nhấc gót chân lên khỏi sàn, nhấn hai tay đẩy vai về sau, hít vào. Rồi thở hết ra, hóp bụng vào, hướng gót chân xuống. Rồi bây giờ từ đây chúng ta trùng hai gối lại, nhìn lên phía trước, cuộn lưng cao, hít vào, mắt nhìn về trước mặt. Rồi bước hai bàn chân lên giữa hai tay, thở hết ra, gập úp người xuống hai chân, co nhẹ gối lại, rồi đẩy xương cụt cao lên. Hít vào, cuộn từng đốt sống lưng, đưa hai tay qua đầu, mắt nhìn lên, vươn dài cột sống. Hóp bụng, thở hết ra, đưa hai tay thấp xuống, mở cùi trỏ hai bên. Hít vào, vươn hai tay qua đầu, mở ngực, nhìn lên. Thở hết ra, hóp bụng vào, hơi co nhẹ gối gập sát, người xuống hai chân, bàn tay chạm sàn, nhìn về cuối thảm. Hít vào, nâng nửa người lên, mắt nhìn về phía trước, võng lưng mở ngực ra. Thở hết ra, hai tay nhấn xuống sàn, bước hai bàn chân về phía sau, trở về tư thế tấm ván. Đầu tiên, hãy nhấn các khớp tay, nâng ngực vai lên, rồi hóp bụng chồm lên phía trước, hít vào. Lưng của bạn như một tấm ván thẳng, mông vai đầu trên một đường thẳng. Thở hết ra, đặt gối ngực cằm xuống hoặc chaturanga. Đặt rốn xuống sàn, duỗi mũi chân về sau, hít vào rắn hổ mang hoặc chó ngủ mặt. Thở hết ra, trở về đào đốc, chó úp mặt chữ V ngược, hãy đẩy xương cụt lên cao nhất. Nâng chân phải lên chó úp mặt ba chi, hít một hơi thở sâu. Hãy nhấn hai bàn tay của bạn xuống sàn để chúng ta đẩy cái vai của mình về sau và úp được vai phải xuống. Thở hết ra, gập gối phải lại, hướng gót chân phải về mông. Hít vào, đẩy gối phải hướng lên trời. Rồi, cảm giác khớp hông bên phải được mở căng. Và bạn hãy đẩy gối phải lên cao chút nữa giống như bạn mở được cả cơ lồng ngực bên phải. Rồi thở hết ra, đưa gối phải hướng về cùi trỏ trái, cuộn lưng cao, con mèo mắt nhìn xuống. 4 lần nữa nào, hít vào, nâng gối phải lên cao. Thở hết ra, gối chạm cùi trỏ trái. Hít sâu. Thở hết ra. 2 lần nữa, hít vào, nhấn tay xuống, nâng gối cao lên, thở hết ra. Lần cuối, hít vào, nâng gối phải lên cao. Thở hết ra, chồm lên phía trước, gối hướng về mũi, cuộn cao lưng, rồi đặt bàn chân giữa hai tay, rồi đặt gối trái xuống sàn. Từ đây, đan hai tay với nhau, hít một hơi sâu, nâng ngực lên. Mở ngực ra nào, đẩy cái hông trái lên phía trước, thở hết ra, ngả về sau, mắt nhìn lên trời. Hãy nhấn hông hướng xuống, mở căng cơ lồng ngực. Hãy hóp bụng và hít thở. Vài hơi thật sâu ở đây. Hoặc các bạn có thể nhìn về phía trước, hoặc các bạn có thể thả lỏng cổ, ngả đầu về phía sau. Hít vào, nhìn về phía trước, đưa hai tay lên cao, kéo dài giãn cột sống ra. Thở hết ra, bàn tay của bạn chạm xuống sàn. Rồi từ đây, nâng gối trái lên khỏi sàn, nhấn hai bàn tay xuống, bước chân phải về sau, trở về tấm ván. Hít vào, chồm lên phía trước, mông vai đầu thẳng hàng. Thở ra, đặt gối ngực cằm xuống hoặc chaturanga.
Hít vào rắn hổ mang hoặc chó ngừng mặt. Thở hết ra. Đau đớn cháu úp mặt chữ V ngược. Rồi hãy căn chỉnh lại tư thế cháu úp mặt chùm gối lại. Nhấn các khớp tay và xòe các ngón tay ra. Đẩy vai về sau, hít một hơi sâu. Thở hết ra, đẩy xương cụt hướng lên cao, hóp bụng lại. Rồi bây giờ chúng ta cùng đổi bên nào, nâng chân trái lên trời, hít một hơi sâu, úp hông trái xuống sàn, nâng gối lên, nhấn các khớp tay xuống thả. Thở hết ra, gập gối trái lại, hướng gót chân trái về mông, hít vào hướng gối trái lên trời. Rồi cảm nhận sự căng mở khớp hông, các bạn có thể hơi lật cái vai trái lên một chút. Thở hết ra, đưa gối trái hướng về cùi chỏ phải, cuộn lưng lên. 4 lần nữa, hít vào, nâng gối trái lên cao. Thở hết, gối chạm cùi chỏ phải. Hít vào. Thở hết ra. 2 lần nữa thôi, hít vào. Thở hết ra. Lần cuối hít sâu. Thở hết ra. Rồi từ đây các bạn bước bàn chân trái lên giữa hai tay. Rồi đặt gối phải xuống sàn. Duỗi mũi chân phải về sau. Đưa hai tay đan lại với nhau. Hít vào, nâng ngực lên. Hãy đẩy hông phải hướng về trước. Rồi thở hết ra, ngả về sau. Hóp bụng vào để bảo vệ cho lưng dưới và đẩy ngực hướng lên trời. Hít vào, nhìn lên phía trước, hãy đưa hai tay qua đầu, kéo dài 2 lượt. Thở hết ra, bàn tay chạm xuống sàn, cuộn 5 ngón chân phải, nâng gối phải, nhấn các ngón tay, bước chân trái về sau, trở về tấm ván. Chồm lên phía đầu thảm, cuộn lưng con mèo, hít vào, thở hết ra, gối ngực cằm xuống hoặc chaturanga. Hãy khép cùi chỏ vào. Hít vào, rắn hổ mang hoặc chó ngừng mặt mở ngực nhìn lên. Thở hết. Đau đớn chó úp mặt co gối đẩy hông lên trời. Rồi bây giờ các bạn hãy giữ ở đây 5 hơi thở sâu trước khi chúng ta tiếp tục, hoặc đặt hai gối mở rộng bằng hông, ngồi đưa hông chạm vào gót chân trong tư thế đứa trẻ. Với dài tay về trước, úp bụng ngực cằm, trán chạm xuống sàn. Trong Vinyasa, các bạn có thể áp dụng hơi thở Ujjayi sóng biển để lấy thêm năng lượng cho cơ thể nhé. Nếu các bạn quan tâm tới những bài tập Vinyasa như thế này, thì hãy đăng nhập vào website yogabysophie.com. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng trở về tư thế chó úp mặt để tiếp tục bài tập nâng gối đẩy hông cao lên trời. Bây giờ hãy nâng chân phải lên nào, hít vào. Rồi thở hết ra, gập gối phải hướng gót chân về mông. Đẩy gối phải hướng lên cao, hít một hơi sâu.
thở hết ra, gối phải chạm củi trỏ trái. Lần này làm 3 lần thôi, hít vào nâng gối phải lên cao. Thở hết ra, gối chạm củi trỏ trái. Lần cuối hít vào, nâng gối phải lên cao. Hãy dừng ở đây, nhấn các khớp tay xuống đẩy gối cao lên mức có thể và đưa mắt nhìn lên nách phải, nhìn lên trần để chúng ta sẽ thách thức cái sự thăng bằng của mình nhé. Nhìn lên, nâng gối cao nữa lên, rồi cảm giác như bạn sẽ nâng được lòng bàn tay lên và trên 5 đầu ngón tay phải thôi. Rồi bây giờ chúng ta từ từ đặt cái rìa ngoài của bàn chân trái xuống sàn. Rồi chúng ta đặt bàn chân phải xuống sàn phía sau và nhấn bàn chân phải, đưa tay phải qua đầu, nâng hông cao lên, đẩy ngực hướng lên. Đây là tư thế hoang dã. Các bạn hãy thả lỏng cổ, mở căng cơ lồng ngực, nâng hông cao lên. Hít một hơi sâu. Rồi thở hết ra, nhìn xuống bàn tay trái. Rồi bây giờ các bạn hãy đặt tay phải xuống sàn và nâng gối phải lên trời. Hít một hơi sâu. Thở hết ra, chồm lên phía trước thảm. Gối phải chạm vào cằm, cuộn lưng, bước lên giữa hai tay. Đặt gót chân trái chạm xuống sàn. Rồi từ đây đan hai tay với nhau. Hít vào, nâng ngực lên. Hãy đẩy ngực về phía trước. Thở hết ra, hóp bụng vào. Mắt nhìn lên và ngả về sau. Tư thế chiến binh 1. Các bạn hãy đan tay và hướng cái ngón trỏ xuống sàn. Cố gắng đẩy ngực cao lên và đẩy hông trái về phía trước. Tư thế chiến binh 1 là một tư thế khó trong yoga. Hầu hết như những người mà đã tập lâu cũng thấy đây là một tư thế khá là thử thách. Hãy đẩy ngực hướng lên, vài hơi thở sâu nữa ở đây. Đưa hai tay về sau. Hạ vai xa tải. Khi thở ra, hãy đẩy gối phải về trước một chút nữa. Rồi hít vào, đưa hai tay qua đầu. Thở hết ra, đặt hai bàn tay úp xuống sàn. Từ đây chúng ta sẽ bước trở về tấm ván plank. Chồm lên mông vai đầu trên một đường thẳng. Hít vào, thở hết ra. Chaturanga hoặc gối ngực cằm úp xuống. Hít vào, sắn hổ mang hoặc chó ngừng mặt. Thở hết ra, đao đớp chó úp mặt. Tiếp tục nâng chân trái, hít vào. Nhấn các tay ngón tay xuống đẩy vai về sau. Nâng gối trái cao. Thở gập gối gót chân hướng về mông. Hít vào đẩy gối trái hướng lên trời. Mở khớp hông nào. Thở hết, chồm lên trước, gối chạm củi trỏ phải, cuộn cao lưng con mèo. Hít vào, nâng gối trái lên cao. Mắt nhìn về phía sau. Thở hết, gối hướng củi trỏ. Rồi nâng gối trái lên, hít một hơi sâu ở đây. Bây giờ bạn hãy cố gắng đẩy gối lên thật cao, thật cao. Rồi đưa mắt nhìn lên nách trái, thách thức sự thăng bằng, cao nữa lên. Rồi chúng ta từ từ xoay cái vai trái lên và nâng lòng bàn tay trái trên các đầu ngón tay thôi. Và từ đây hãy đặt cái rìa ngoài của bàn chân phải chạm sàn. Rồi chúng ta vào tư thế hoang dã, gập gối trái thẳng gối phải, hít vào, nâng hông, đưa tay trái qua đầu. Hãy đẩy ngược lên. Đẩy hông phải lên. Thả lỏng cổ. Oai sinh hoàng dã. Rồi thở hết ra, mắt nhìn xuống bàn tay phải. Bước trở về chó úp mặt ba chi.
Nâng gối trái lên cao, hít một hơi sâu. Thở hết ra, chồm lên phía trước, gối hướng về cằm cuộn lưng lên. Rồi bước lên giữa hai tay, gót chân phải chạm sàn hoặc nâng gót chân lên cũng được. Hay chiến binh một bằng hai lunge. Hít vào, đan tay lại với nhau, nâng ngực lên. Thẳng lưng, hóp bụng lại. Thở hết ra, ngả về sau, mắt nhìn lên trời. Giữ tư thế chiến binh một hoặc trăng lưỡi liềm cao ở đây. Để giữ thăng bằng thì các bạn hãy đẩy hông phải về phía trước. Hít thở đều, đừng nín thở nhé. Và hãy đẩy ngực hướng lên trần nhà. Rồi nhìn về phía trước, hít vào, vươn hai tay qua đầu. Thở hết ra, bàn tay chạm xuống sàn, bước trở về tấm ván plank. Chồm lên, hít vào, mông vai đầu thẳng hàng, khép cổ trỏ, thở chaturanga. Hít vào, rắn hổ mang hoặc chó ngừng mặt, mở ngực ra nào. Thở hết ra, cao đốc chó úp mặt chữ V ngược. Giữ ở đây 5 hơi thở sâu. Hoặc các bạn có thể đặt hai gối xuống sàn, bao tư thế đứa trẻ để nghỉ ngơi. Hãy lựa chọn tư thế nào phù hợp với bạn và làm bạn cảm thấy thật thoải mái. Rồi nếu bạn muốn tiếp tục bài tập thì hãy trở về tư thế chó úp mặt. Chúng ta sắp hết bài tập này rồi. Bây giờ hãy nhìn lên phía trước, chùng hai gối lại. Mắt nhìn lên giữa hai bàn tay, với bước hai chân ra phía ngoài hai tay. Hướng gót chân vào trong, các ngón chân phía ngoài thảm. Hít vào, thẳng lưng lên, mở ngực. Thở hết ra, hướng xương cụt xuống sàn. Tư thế Malasana. Rồi từ đây nếu bạn đi xa hơn được thì bạn hãy đưa bàn tay trái đặt ra phía ngoài thảm. Hít vào, đưa tay phải hướng lên. Thở hết ra, đan hai tay lại với nhau. Dùng bàn tay trái kéo bàn tay phải xuống để mở được ngực và vai phải. Và hãy hướng xương cụt xuống sàn nhé. Rồi trở về. Rồi chúng ta đổi bên nào. Đưa tay phải sang bên phải phía ngoài thảm. Đưa tay trái lên trời. Hít một hơi sâu, xoay ngực trái hướng lên. Nếu đi xa hơn được, hãy vòng tay trái ra sau. Dùng bàn tay phải kéo bàn tay trái xuống. Mở căng ngực trái hướng lên. Hạ thấp vai trái hướng xuống sàn. Mắt nhìn lên. Giữa đây. Hãy hướng xương cụt xuống và mở gối rộng sang hai bên, theo hướng mũi chân. Hít thở đều. Rồi bây giờ trở về giữa. Hít vào, thẳng lưng mở ngực, nâng đỉnh đầu lên. Thở hết ra, hai tay đặt về phía sau và chúng ta đưa hông chạm xuống sàn ở giữa. Hai gối hướng vào trong, hai tay đặt sau đùi, lăn lưng để nằm xuống. Rồi bây giờ bạn hãy vào tư thế tiếp theo là tư thế cái cầu hoặc bánh xe.
Nếu làm cái cầu, hãy co hai gối bàn tay chạm vào gót chân. Đan hai tay dưới mông, khép hai vai và cùi trỏ vào trong. Hít vào, đẩy hông lên cao, đẩy ngược hướng về cắm, mắt nhìn về rốn. Cái cầu, mở căng lồng ngực ra nào, đẩy ngược về cằm thêm một chút nữa. Bạn giữ ở đây là được rồi, hoặc nếu có thể, hãy vào tư thế bánh xe. Hông chạm xuống sàn, hai tay đặt sau vai. Khép cùi trỏ mở rộng bằng vai, xòe các ngón tay ra. Rồi từ đây bạn hãy nâng đầu lên, đặt đỉnh đầu chạm sàn. Hít vào. Rồi nếu đi xa hơn được, hít vào, nâng đầu lên khỏi sàn, nâng hông và ngược lại. Rồi thở hết ra, hãy đẩy ngực hướng về phía đầu thả. Hơi co nhẹ gối lại, mắt nhìn xuống điểm giữa hai bàn tay. Rồi từ đây trùng gối đặt đỉnh đầu xuống sàn. Rồi đặt hông chạm xuống sàn. Và chúng ta trở về tư thế nằm nghỉ ngơi. Cùng vào tư thế cuối cùng, Savasana, để nghỉ ngơi. Hãy nhắm mắt và thả lỏng tâm trí, thư giãn khuôn mặt, hít thở tự nhiên theo nhu cầu của cơ thể. Hãy nằm ở đây cho đến khi nào ráo mồ hôi và sẵn sàng để ngồi dậy. Có thể nằm từ 5 đến 15 phút. Đây là bài tập Vinyasa Yoga giúp tăng sự dẻo dai cho cột sống và giảm căng thẳng, tăng sự tự tin. Nếu các bạn yêu thích phong cách Vinyasa Yoga, mời ghé thăm website của Sophie tại yogabysophie.com hoặc yogangaymới.com. Hẹn gặp lại trong các video clip tiếp theo. Namaste.